Diệu, dì đã khỏe chút nào chứ? Anh hai, anh về hồi nào vậy? Sao má không thức em? Má đã dẫn thằng Đen đi chợ rồi. Nghe dì bệnh nên anh và thằng Đen về thăm. Dạ anh hai, em cảm ơn anh. Dì Út, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dì về mấy khi tìm được sự cảm thông. Trong kiếp người mong manh như gió phòng, dây tháng năm dài đau thương ngầm nhắm. Khắc khoải đợi chờ một bóng hình như có như không. Sao xin chờ trong nhịp chèo qua theo con nước vô vàn, non lá che nghiêng nhung quyền mái tóc, thắm nụ cười phá giọt nắng hè mong đó. Đợi chờ một
trời đã ứng nắng bình minh, nhưng trong em vẫn cầm dân chào. Biết sự thật ấy rồi nào phải im bao, em vẫn không ngăn được dòng lệ. Cùng anh đồng cung cảm khổ, cay
đắng ngọt bùi nghĩa nặng tình sâu.